cấp căng cáp 3 tấn rồi. Gì vậy? Sao mặc lên? Này mặc cái chỗ không sáng rồi đó. Rồi kéo đi. Ôi dạ. Rồi. Mấy mét nè. Đừng có tính cái móc, tính sợi dây cáp thôi. 3 mét 2 tính luôn, móc là 3 mét 3 hả? 3 mét 2 phải không? Rồi lắc vô lại đi. Ba tấm thì nó có hai móc rồi hả? Ba móc. Khi mà căng là phải nó có cái bên tải được, giật ở bên này nó mới tăng được nha. Chứ nếu mà nó có không tải là nó không có kéo được luôn.